Hello, xin chào tất cả anh em. Mình test tiếp con Okuma trọng tâm S3 nha anh em. Băng bàn còn đẹp nha. X-ma còn đẹp luôn. Con này chạy tăng không xúc nhông nha anh em. Trọng tâm 1m3, dài 2m8, qua băng 506, qua dao 306, lỗ 53, điện 3 pha 380V, mâm cặp 320, 3 chấu lật nha. Đang chạy tốc độ 525 nha anh. Chạy đăng. Chuyển qua chạy tự động nha, chạy mít me chân, tự động bàn dưới. Rút ra, tự động bàn trên. Tắt tự động nha, tắt tự động ở trên nha. Tự động tắt hai cây tắt tự động luôn. Thắng nha, thắng cơ, thắng điện, ok hết nha anh em. 85. Tốc độ 120. Tốc độ 730 nha. Tốc độ 390. Tốc độ 63. Tốc độ 35. Tám nha. Tốc độ 290. Tốc độ 160. Tốc độ 907. Ok, cắt tóc là tương đối êm ái rồi nha anh em. Thắng điện, thắng cơ đầy đủ. Nắp này nó mất nắp, làm lại cái nắp này nha anh em. Đây, xin kết thúc video nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên đề bài nha anh em. Chào anh em.